Cửa hàng Doãn Hưng Audio xin kính chào tất cả các bác anh em. Thông báo các bác hiện tại là bên em đang chỉ còn một ít cái dòng loa full bass 20. Đấy. Vậy là tổng cũng chỉ còn khoảng chưa đến chục cặp, chưa đến 10 cặp. Trước mắt các bác thì em đã phơi bày hết ở đây. Đấy. Các bác xem kênh Doãn Hưng thì lúc nào cũng được quay chi tiết tỉ mỉ, giới thiệu rõ ràng. Đấy. Từ hình thức, mẫu mã, nội thất cho đến test chất âm. Những cái dòng loa này thì bên em đã test chất âm hết rồi, vì nọ này bán với số lượng cũng khá nhiều, đúng không ạ? Gần hết rồi, đây là chỉ còn một ít thôi. Và đảm bảo với anh em thì giá thành thì vẫn luôn là hợp lý nhất thị trường các bác nhé. Cái dòng Fidex này thì ba cặp ở bên trong này là đẹp nguyên zin các bác nhé, nguyên zin. Ở đây thì không có một cái lỗi gì xảy ra cả. Đấy, bên em đã kiểm tra và soi rất là kỹ. Bây giờ thì Doãn Hưng sẽ lướt một vòng. Đấy, cái dòng này các bác nhìn phân tần của nó cực kỳ là chất lượng. Gấu. Đấy, phân tần bát 20 mà nó gấu như 30. Cái dòng loa này thì nó côn từ nó cũng khá là to. Đấy, các bác nhìn này. Từ của nó rất hoành tráng đúng không ạ? Mọi thứ nhìn rất chất lượng và chắc chắn. Cái loa này thì nó rất là nặng, nó nặng là cái vỏ thùng nó cũng to, nó dày các bạn, dày. Đấy, đôi thứ nhất là ok các bác nhé. Đôi thứ hai này, này tem của hãng Fidex nó nằm bảo vệ này. Đôi thứ hai này, mọi thứ chuẩn chỉnh, phần tần đây. Thùng vách thì đẹp như mới rồi. Bạc nhẹ màu nâu các bác nhá. Côn này nó dòng là côn 51-53, côn 51-51 các bác nhá. Củ chép khá là khủng, anh em nhìn củ chép. Đấy, củ chép thì tất cả nó đều zin nguyên bản như nhau, anh em cũng không cần phải tháo hết được các bác nhá. Cái phễu của nó giống cái dòng phễu của V3. Củ chép này nó to ngang với những cái dòng chép của full 25. Đấy, các bác xem. Nó rất là đẹp, mới, chất lượng, đúng không ạ? Kèm mác đầy đủ. Fidex là một thương hiệu nổi tiếng của USA, các bác nhé. Thương hiệu nổi tiếng. Cái dòng Fidex này Doãn Hưng cũng khá là có duyên. Em đã từng bán đẩy Fidex, loa Fidex và có cả vang, đấy, mic Fidex có hết các bác nhé. Hãng này họ cũng sản xuất đa dạng các mẫu mã. Đấy. Rất đẹp. Chắc chắn độ mới cao, từ ánh bảy màu, từ kẹp từ thép ánh bảy màu nhá. Các bác nhìn cái lớp từ Philips của nó rất là dày và sắc, cầm cái bát rất là nặng, xương cũng khá là dày các bác nhá, chắc chắn. Cái dòng này công suất của nó là 150W nữa nhá, 150W, như vậy là công suất của nó lớn gấp đôi so với những cặp loa bass trên thị trường. Cái dòng này thì Doãn Hưng đã ghép với lại full 25, full 30 và test độc lập, làm hết video các kiểu. Ba cặp và zin đẹp nguyên bản các bác nhé. Còn ở đây tại sao Doãn Hưng lại để ra đây một cặp, thì cái cặp này nó chỉ gọi là có một tí chút lỗi thôi nhé. Cái cặp này thì đúng ra là gần như nó cũng không lỗi lầm gì đâu các bạn, nó chỉ có một tí keo của côn thôi. Đây là zin rồi các bác nhé. Đây, mọi thứ này zin, cái quả này thì nguyên bản này, nguyên bản các bác nhé. Đấy. Củ chép nó đây, phân tần nó đây, nói chung là gọi là lỗi một tí chút này. Đây. Ở đây cái quả bát này thì nó lỗi này, chắc là nó bị hở cái cổ côn các bạn, hở cổ côn anh em nhé. Đấy, nó hở cổ côn cho nên này người ta đã đắp một tí keo vào đây chứ không phải là làm lại côn. Đấy, đây. Bên này thì nó sẽ nguyên zin như thế này. Đấy, tức là một nửa của nó thì vẫn nguyên zin keo thôi các bác. Nếu mà làm lại côn thì chắc chắn là nó sẽ không có cái keo zin nguyên bản, keo nâu zin nguyên bản như thế này. Đấy, như vậy là nó chỉ là bị hở cổ côn các bác nhé, hở cổ côn. Còn nếu làm lại thì keo nó sẽ phải bôi bốn xung quanh, nhưng nó không bôi theo kiểu một nửa như vậy. Cặp
cặp này thì gần như nó chỉ có lỗi mỗi một chút như vậy thôi. Đấy, còn lại mọi thứ chuẩn chỉnh cho anh em. Đấy, cái cặp nó lỗi một chút này thì nó còn có tem chữ Fidex ở trên này các bác này. Tem chữ Fidex ở trên. Cặp này thì nó chả lỗi gì cả. Giản Hưng thấy là nó có một cặp có cái chữ Fidex ở trên này. Đấy, thì cho nó thành một đôi thôi. Đấy, còn nó chỉ có lỗi tí tí thôi. Gọi là hở cổ côn một chút thì nắp nó keo vào thôi. Đấy, củ chép này cũng vậy mấy nhá, zin nguyên bản. Đấy, chưa hề động chạm, tháo dỡ gì. Đấy, còn những cái cặp này thì đây. Đấy, từ của nó sẽ như thế này. Đấy. Và cái cặp zin này thì bên em vẫn đang bán với cái giá 3.1 triệu các bác nhá. 3.100.000 giá tại cửa hàng. 3.100.000 ở cái thời điểm này là giá rất tốt. Cái cặp này thì nó sẽ công suất nó còn khỏe hơn B3X8i và nó sáng đời hơn B3X8i rất nhiều các nhá. Còn là cặp nó lỗi một chút như bên này thì sẽ bán cho các bác giá là 2.500.000 các bác nhá, 2.500.000. Như vậy là chỉ có một tí lỗi thôi mà giảm cho các bác hẳn 600.000 chưa. Bác nào mua được cặp loa này thì này rất là ok. Chất âm không hề thay đổi các bác nhá, không thay đổi y nguyên như vậy. Thùng vách như nhau nhé, thùng vách như nhau. Con Hương phải đánh ghi là đấy. Thùng vách như nhau, kể cả căng thiết cũng như nhau các bác nhé. Đây căng. Ở đây thì tất cả căng của nó còn đều còn nguyên tem, tem cờ, tem giấy có hết các bác nhé. Có cả tem giấy bên trên, tem hãng của nó ở bên dưới này, logo. Căng đẹp như mới. Nhìn cái căng nó rất là dày dặn chắc chắn. Đấy, cầm khá là nặng, không có một cái vết lỗi gì ở đây. Loa bãi như thế này là rất đẹp rồi các bác nhé. Đấy. Xong cái phần loa Fidex. Đến cái phần loa B3 này là B3FX208, B3BAT20. Ở video này là toàn 20 hết các bác nhé. Đấy. Con này thì nó không ghi công suất cụ thể đâu. Đấy. Con này thì cân nặng của nó là 7,5 cân. B3 này thì nhẹ hơn Fidex kia nhiều các bác nhé. Fidex kia nó phải trên chục cân, bể rất là nặng. Đấy, con này thì công suất của nó tầm trên 100W. Đấy, các bác thấy B3 thì nó là một dòng thương hiệu đình đám rồi. Và nói về B3 thì các mẫu mã loa nó đều rất là đắt. Đấy, con này cũng không ngoại lệ đâu các bác nhé. Đấy, B3 BAT25 giá của nó đã trên 7 triệu, 8 triệu rồi. Thì đương nhiên là 20 của nó cũng không có rẻ. Đấy, con này thì siêu nhôm, chất lượng các bác nhá, sừ gàng. Đấy. Đặc trưng của B3 là phơ lõm này. Đấy, mọi thứ chuẩn chỉnh chưa các bạn. Đấy, con này thì côn từ của nó lại không khủng như con kia đâu. Đấy, nhưng mà con này chất bát nó ra sẽ cũng rất là sâu và có độ mềm, dày tiếng bát đó nhá, sâu mềm, đặc trưng của B3. Đấy, bên trong này bông tiêu âm nên dây rộng. Nhìn phát biết ngay là chính hãng của B3, nó không lẫn đi đâu được. Lúc nào nó họ cũng làm theo cái kiểu dây được bọc chống nhiễu này, bông tiêu âm lấy dạng nông chuột này. Đấy, phân tần của nó này, phân tần rất là chất lượng. Đấy, nhìn B3 này không lẫn đi đâu được đúng không ạ. Đấy, còn hai cặp thôi nhá, đẹp, zin đẹp tuyệt đối, không có một cái vết lỗi. Cái này lại quên không tháo. Nói chung là bao zin bao xịn bao đẹp cho anh em, được chưa? Đấy, trên màng có mã số này, gần hai sóng, gần lụa tẩm dầu phơ nõm. Đấy, màng đây, cái màu nó rêu rêu xanh xanh như này nhá. Đấy, hình thức mẫu mã của nó thì không chê vào đâu được. Cái này các bác thoải mái ghép với lại full 30. Con này nó cũng ngang ngang với B3X8i hoặc là nó là công suất của nó lớn hơn nhá. Và con này thì lại đắt hơn B3X8i vì đây nó có cái củ kèn đấy, chép kèn các bác nhá. Đấy, chép kèn chứ nó không phải là cái dòng chung giấy như B3X8i. Đấy, con này lời sáng hơn, bay hơn nhiều, thế là ghép với nó full 30 sẽ rất ok. Số lượng này em chỉ có 2 đôi thôi và giá của nó là 4.100.000 các bác nhá. Đấy, so với 2 năm thì cũng rẻ hơn rất là nhiều. 20 còn là các bác cảm thấy nó đắt thôi. Đắt so với các loại khác thì các bác lấy loa Fidex. Ngoài hai mẫu này thì bên em đang còn mấy cặp loa Malata hôm trước về số lượng hơn chục đôi, thùng hộp nó đây. Cái dòng này thì nó là hàng mới chính hãng,
Đấy, nguyên đai nguyên kiện nha, hàng mới tinh. Con này thì chế độ bảo hành tốt, dài hơn là loa bãi, bảo hành 1 năm cho anh em. Đây loa này thì cũng được rất nhiều các bác quan tâm. Đấy, củ chép của thằng này nó còn to hơn củ chép của con Fidex luôn. Đấy, phễu của nó nhìn đẹp và chất lượng hơn, nhìn rất hầm hố và gấu. Đấy, thì cái chấu rắc của nó nhìn rất chất lượng, mạ vàng óng. Đấy, bát của nó đây các bạn, từ cũng dạng từ thép ánh 7 màu này. Đấy, xương nhôm các bác nhé, dòng này thì lại xương nhôm. Đấy, nhìn rất là nét. Đấy, gần cũng 2 thép. Nói chung là cái hãng này họ sản xuất một cái dòng loa nhìn nó đẹp, chất lượng. Phần tần gấu như full 2 năm đấy các bạn, phần tần rất to và khủng. Từ cái dây dợ của nó rất là chắc chắn nhé, bọc thiếc hết cả nõi bên trong. Đấy, mẫu mã này không chê vào đầu được, mẫu này cực đẹp. Trong ba con này, con này mẫu đẹp nhất, căng đều có mút chắn bụi này, logo cũng có 2 tem. Số lượng thì em còn có 3 đôi thôi các bác nhá, vài 3 đôi vậy thôi. Và giá của nó là 3,2 triệu. 3,2 triệu, nó đắt hơn Fidex có 100.000 thôi. Không thích hàng bãi như Fidex U13 thì các bác chơi cặp này, giá ngang với hàng bãi nhưng mà cực kỳ chất lượng. Lời của con này sáng hơn Fidex quá nhá, do củ chép của nó gấu và to hơn, lời nó sáng bay hơn Fidex. Đấy, Fidex thì có khi bát lại đánh đậm hơn một tí. B3 thì lời thì lại không sáng bằng Fidex với thằng Amada này, thằng Malata này, nhưng mà này tiếng bát đánh sâu mềm hơn chút. Đấy, mỗi một dòng loa nó có một đặc trưng khác nhau các bác nhá, đặc trưng nó khác nhau đấy. Thôi video cũng khá dài rồi, em xin phép dừng video đây. Giá thì Doãn Hường cũng báo từng loại rồi, tất cả mọi thứ này bên em cũng đã phanh phui chi tiết giới thiệu tỉ mỉ, đúng không ạ? Hàng bao zin bao xịn bao đẹp, hàng đến là các bác cứ kiểm tra hàng, không đúng như quảng cáo cho quay đầu. Nếu không zin xịn bên em tặng loa các bác đền 10 lần tiền, luôn có cam kết như vậy các bác nhé. Và các bác mua hàng thì cọc cho Doãn Hưng một chút để làm niềm tin thôi, tiền cước thôi. Còn đây có một cặp gọi là hơi nổ một chút thì em đã để riêng ra đây rồi. Đấy, bác nào chốt cặp này thì alo cho Doãn Hưng. Số điện thoại các bác liên hệ cho em theo 2 số đi. Anh em có thể nhắn tin Zalo, tin Zalo. 2 số này cũng đều là Zalo. Và địa chỉ của Doãn Hưng là ở Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định các bác nhé. Anh em có thể đến tại cửa hàng để sưu tầm cho mình những món hàng ưng ý chất lượng. Đấy, hàng ngày thì bên em vẫn luôn được các bác khách ở xa, ở gần đến cửa hàng để mua cho mình những món hàng mà đang cần thiết, đang còn thiếu ghép nối bộ da. Thôi, cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của Doãn Hưng. Các bác nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Các bác chấm tặng Doãn Hưng xin chút like nhé. Hẹn gặp lại anh em ở kênh khác.